Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa giao Sở Kế hoạch Đầu tư tham mưu trình quyết định chuẩn bị đầu tư các dự án giao thông đã được Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thông qua, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng đầu tư công trung hạn. Giao Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm đơn vị chuẩn bị dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP, các dự án giao thông đầu tư từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Giao Sở Giao thông Vận tải tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc trực tiếp lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Các dự án công trình giao thông chuẩn bị đầu tư gồm xây dựng đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh đang nghiên cứu kế hoạch từ nay đến năm 2025, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài khoảng 16.000 tỷ đồng, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Chơn Thành đang nghiên cứu khoảng 1.336 tỷ đồng, cầu Cần Giờ 9.982 tỷ đồng, cầu Thủ Thiêm 4 5.300 tỷ đồng, đường liên cảng Cát Lái Phú Hữu 578 tỷ đồng, xây dựng cụm cảng trung chuyển ICD tại phường Long Bình, thành phố Thủ Đức 6.200 tỷ đồng, đường nối từ đại lộ Võ Văn Kiệt đến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương 1.763 tỷ đồng.